cảm thấy gần 40 năm nay, gần 40 năm nay thì tôi rất là quan tâm. Và thứ nhất là những cái suốt thời gian mà chúng tôi sinh hoạt đó, thì đã có nhiều chức vụ liên quan đến cộng đồng Việt Nam chúng ta, và cũng đã có nhiều năm cũng có những người đại diện dân cử người Việt Nam mình có mặt trong cái thành phố và hội đồng thành phố. Năm nay thì thực sự là có hai cái người ứng cử viên, thật ra là cô Cẩm Vân và anh Biên Đoàn. Thật tình thì hai em nhỏ hơn tôi thì lúc nào cũng vỗ tay và sẵn sàng kêu gọi không giúp đỡ, hoặc là cần cái gì trong khả năng thì sẵn sàng giúp đỡ cho hai em, ủng hộ hai em á. Thì bây giờ thì theo cái số tôi được biết đã đến hết 100% rồi, có nghĩa là cái số cách biệt giữa Biên Đoàn và Vân Lê thì Biên Đoàn được vào cái chung kết, tức là sẽ đối đầu với bà Maya và cái người mà đương nhiệm bây giờ. Thì chắc chắn rằng cộng đồng Việt Nam về an ninh, về vấn đề vệ sinh, về vấn đề những cái đòi hỏi như cái vụ mà COVID-19, thì cộng đồng chúng ta là một trong cái dân thiểu số mà được tiếp xúc vừa trẻ nhất hơn những cái cộng đồng bạn. Thì tôi nghĩ rằng tại mình không có tiếng nói trong chính quyền, thành ra không ai đòi hỏi cho mình, và không có một đại diện cộng đồng nào để đòi hỏi cái cho những người của trong cái cộng đồng của mình. Mà thưa quý vị, khu vực 7, cái vùng đó là Việt Nam bây giờ cái cộng đồng hương đó khoảng trên 180.000 người, và nó trên số 50, tôi nghĩ rằng hình như là 52-53% là người Việt từ gốc Á Châu. Thì cái cơ hội để Biên Đoàn hay một đại diện một người Pháp bản xứ đó, minority đó, thì có lẽ là rất là không có khó. Thì bây giờ chúng tôi chưa biết cái phiếu cách khoảng giữa Biên Đoàn và bà Maya là khoảng trên dưới gần 2.000 phiếu. Thì tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta nên ra điện chợ em. Cái cuộc giữa bà Maya và Biên Đoàn với người đương nhiệm thì rất là khó khăn chút gì vậy đâu. Ngoài trừ chúng ta có một cái sự đoàn kết và có cái sự tìm hiểu thêm cần việc cộng đồng mình cần gì, có gì và phải được bảo vệ cái gì, thì chúng tôi tha thiết cho quý vị hãy suy nghĩ lá phiếu của quý vị là lá phiếu cho cộng đồng. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam mình có cái trách nhiệm chung để mà đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho một người, nó không bằng đứng lên đòi hỏi cho cả một cái thiểu số, cái người đại diện. Mà cái khu lý rồi Sài Gòn, cái khu vực đó đã bao nhiêu năm rồi, cộng đồng mình hơn 15 năm, hơn 12 năm đã đòi hỏi được cái Little Sài Gòn. Và bây giờ quý vị thấy những cái đường bản dân Little Sài Gòn hoặc cái hệ Little Sài Gòn nó hình ảnh như thế nào. Và khi đưa lên những cái làn sóng đó về không lại Little Sài Gòn, tôi cảm thấy có một cái gì để mà mình vinh dự hay là hân hoan hết á. Đó là cái điều mà Thu rất là quan tâm. Thành ra Thu có viết một cái thơ, thì không biết là anh Viên Mai có thể em xin đọc cái thơ mà em có gửi qua cho Viên Mai coi cho đã được không anh? Được, mời cô. Dạ, thì tôi có viết một cái bức thơ như vậy: một cuối thơ lòng, hai chữ cộng đồng Viên Hoa, Hoàng Mộng Thu. Chúng thư với đại diện người Việt, khu vực cư dân, khu vực 7. Vừa qua, thành phố đã tuyên bố kết quả bầu cử sơ bộ cho biết Biên Đoàn đã đủ phiếu vào chung kết. Một niềm vui khởi đầu, người Việt đại diện được vào chung kết điểm son của cộng đồng người Việt khu vực 7. Có khoảng hơn 180.000 cư dân người Việt. Nếu không có một người đứng trong thành phố có khả năng đối đầu với những ngân sách sinh hoạt của khu vực, thật sự đó là một thiếu sót rất lớn. Thứ một, San Jose khu vực 7 là trung tâm sinh hoạt, đã được chính phủ liên bang tiểu bang nhận nhận như là Sài Gòn. Số 2, San Jose là nơi mọi tổ chức từ thiện lớn nhỏ khắp nơi khác tìm về để kêu gọi đóng góp. Số 3, San Jose đã góp vay đỡ đòn cho những cú đấm pháp lý trong nhiều lĩnh vực khác cấp. Số 4, San Jose chưa có một sự từ chối nào khi những nơi khác cộng đồng người Việt tìm đến để xin trợ giúp tài chính. Tất cả rất thành công. Kính thưa quý vị, như vậy một lá phiếu đề cử người đại diện cho mình có khó khăn hay không? Chính trị là chiến trường, vị chỉ huy có đủ khả năng thực thi được, nhưng vị chỉ huy không thể nào thiếu những chiến sĩ sao vai chung cuộc với mình. Đồng hương khu vực 7 ơi, đây là cơ hội cuối cùng cho khu vực, vì 4 năm nữa sẽ không về lại với cộng đồng chúng ta một lần nữa. Và cũng có thể vì tuổi và thời gian chúng ta mở ngoặt, một số người quan tâm như tôi không cho phép đóng ngoặt để có thể vỗ tay cho thế hệ sau nữa. Một mối thơ lòng, hai chữ cộng đồng viết qua,
Muốn quý vị người Việt cỡ rối, chỉ cần một tấm lòng thôi, phải không? Một lá phiếu. Thưa quý đồng hương, mong lập thay. Chính phúc Hoàng Mộng Thu. Đã tư em hết. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. À, theo xin hỏi thêm là, thí dụ như là nếu ứng cử viên Văn Lê mà đại diện vào chung kết thì Hoàng Mộng Thu có cái ý cũng làm giống như cái biên đoàn hay không? Không biên đoàn hay không? Chắc khi mà Thu có gặp Tẩm Vân và nhiều cái ở ngoài đó, Thu nói là mình thứ nhất là chỉ cần một người mình đi vô cái chung kết đỡ xấu hổ. Thì cộng đồng mình quá đông, mà nếu hai cái vị ra để ra để sửa bị lăn từ vòng ngoài đó, thì cái điều đó là cái điều rất buồn cho cộng đồng mình. Có nghĩa là mình thiếu sót một gì về khả năng chính trị, về đường lối, về đoàn kết như thế nào đó. Bởi vì giữa hai em á là đã trong cái cuộc chiến, trong cái sự tranh chấp nào thì cũng sự dơ bẩn, cũng có đủ mọi thứ. Thì Thu làm việc, Thu không bao giờ mình lobby, và mình đã làm việc với rất nhiều người dân cử từ các cấp nhanh với người ngoại quốc. Thì Thu biết được cái chính trị nó là một cái sự do giấy, một cái sự mà tranh chấp, một cái sự đủ ngoài thứ hết. Nhưng mà sau cái tranh chấp đó rồi đó, cái người đại diện á là cái người cầm cán cầm cân để mà đại diện cho những người khác. Thì Thu nghĩ mà cái lúc một lần Thu có nói chuyện với viên đoàn trước mặt nhiều người, nếu giữa em với Cẩm Vân mà Cẩm Vân vô chung kết, em có yểm trợ cho Cẩm Vân không? Viên đoàn trước mặt mọi người, em sẽ sẵn sàng đứng lên yểm trợ cho chị Cẩm Vân. Đó là cái lời nói đầu tiên khi mà lần đầu tiên Thu gặp anh viên đoàn. Và chính Thu cũng vậy, nếu thật sự biết người đứng trong ý ấy đó, Cẩm Vân, Thu không có bầu cho Cẩm Vân, Thu không có vận động cho Cẩm Vân. Thu chỉ bầu người đại diện và tìm cái đòi hỏi chính đáng cho những người minority mà trong đó có chúng ta. Đó là cái điều mà Thu làm việc. Thực tình như anh Viêm Bay biết, Thu sinh hoạt trong cộng đồng ở đây rất nhiều năm, đúng không? Thu chưa một cái ảnh hưởng nào, chưa một quan hệ nào, hay chưa một sự tranh chấp nào, mà không có sự suy nghĩ hết. Bây giờ xin hỏi thêm là thí dụ như vậy nha. Dạ. Theo cái suy nghĩ của Thu đó là ứng cử viên Văn Lê mà ủng hộ biên đoàn ngay bây giờ thì cái tương lai chính trị của Văn Lê có thể sáng hơn, hay là chống lại biên đoàn để có thể là mình không có cơ hội để đại diện cho người Việt Nam, thì cái tương lai của chính trị của biên của Văn Lê đó nó rất là khó khăn hơn trong khi mà nếu mà ra tranh cử chức vụ dân cử trong tương lai hay không? Ok, bây giờ để mình nói qua, trước khi mình nói em muốn sửa một chút cái buổi mà em muốn họp mặt với tất cả người quan tâm. Cái cửa đó là giữa em với anh Cao Hồng, và trong đó dĩ nhiên bây giờ em đang đứng trong cái chân một cái nhóm, một cái cơ quan điều hành của Việt Museum, thì cũng bị một phần của Việt Museum ảnh hưởng vô. Thì thưa anh là cái này là tụi em tổ chức với một nhóm thân hữu, không phải tổ chức để mừng biên đoàn, để chúc mừng biên đoàn, nhưng mà để tìm, để mà coi mà recognize cái người đại diện mà được cái số điểm để bộ chung kết. Chứ đây là hoàn toàn không có một cái ăn tổ như là một cái sự ảnh hưởng nào của bất cứ một cái, tụi em không phải là ban đại diện, ban kêu gọi, ban gặp vận động cái gì cho biên đoàn hết. Nhưng mà em cảm thấy cái điều đó mình nên chúc mừng một đứa em mà nó được cái thành quả như vậy. Thì đối với một người chị, một người anh mà đứng trong cái Việt Museum, thì chúng tôi muốn giữ gìn cái lịch sử và cái phong cách của Việt Nam, chúc mừng nhau. Đó là cái điều mà tụi em tính tránh trước. Rồi những khách mời thì limit thì em chỉ mời một số người mà bản thân, tại vì cái này là bên mình đã tiền ăn, mình cũng bị limit. Rồi bây giờ trở lại anh hỏi cái câu là nếu mà cái chính trị của viên đoàn, bây giờ em, thưa quý vị, thưa anh Vi Mai, em nói về cái sự suy nghĩ của em, về cái kinh nghiệm của em trong khi mà từng ra hoạt động với mọi cái cấp đó, từ liên bang tới tiểu bang. Khi mà em thật tình, khi mà cái chuyện xảy ra từ ông Tâm đó, thì lúc đó em cũng đã có ngỏ lời nói Tân Lê, bây giờ là mình nên ưng đua cho người Việt. Mà chính bây giờ cũng vậy anh, thí dụ anh bây giờ thật tình á, Vân Lê cũng có cái số phiếu ngang ngửa với biên đoàn, đúng không? Thì em cũng có được một cái số người tín nhiệm, một các bác, các chú, các đại diện cơ quan đoàn thể nào và tín nhiệm em với số phiếu đó. Nhưng mà cái số phiếu đó cho thấy cái điểm cuối cùng, nó cho thấy là em không đủ điểm để vào cái chung kết, đúng không? Chứ không phải là mình lấy một số mà bất quơ để mình làm. Thì bây giờ có thể là em á, nếu, xin chữ nếu nha, nếu cho em là cái người advice,
nếu cho em một cái người đấy mà có cái sự mà chia sẻ thì em chia sẻ theo cái cảm nghĩ của em. Một lần nữa thì tôi chịu trách nhiệm với cái sự suy nghĩ của mình. Tôi đề nghị rằng Vân Lê, thứ nhất là biết cảm ơn đồng hương, ông như là tất cả các cô bác các đoàn thể đã giúp đỡ cho bằng có một cái số phiếu em đáng kể, rất là đáng kể. Thì đó là cái lòng thương yêu của quý đối với em. Nhưng mà cho thấy là cái giờ em không có nằm trong cái vòng thi đấu đó nữa. Thì quý vị đồng hương hãy nhìn nhận cách sáng suốt. Bây giờ nếu mà em tại chức anh, đúng không? Thì không lẽ bây giờ không bầu cho biên đoàn thì quý vị bầu cho bà mẹ hay sao? Cũng đó là một câu hỏi thứ hai. Nếu mà anh không bầu, anh nói ôi chuyện thiên hạ sự mình không có cần biết, không thể nào hết. Cái đó sai anh ơi. Là tại vì thí dụ như cái khu vực mình an ninh nè, trộm cướp tới nhà ăn cướp tại cái khu mình, cái khu shopping của mình, người Việt Nam hồng hương mình cuối tuần ra chơi giật bóc giật đồ đập xe đập cửa, ai bảo vệ cho anh, ai lớn tiếng cho anh? Nếu mà không có người lớn tiếng thì cái xe cảnh sát đó, bây giờ quý vị thấy tới cái vùng mà Việt Nam đi sao đó, quý vị đã hàng ngày có xe cảnh sát đậu đó hay không? Và từ ngày cái xe cảnh sát đậu ở đó, quý vị thấy là cái tệ đó nó bớt hay không? Phải có người lên tiếng cho anh, chứ cảnh sát đâu có rảnh mà đi tìm những cái nơi như vậy để làm. Mặc dù anh báo cáo, mà thực tình đồng hương mình rất là không có sợ với báo cáo, sợ với đụng cảnh sát. Thế chứ như bây giờ chủ nhân dùng cái khu đó mà chủ nhân ra nó cứ báo cáo cảnh sát vậy vậy, nghịch sợ thì có chúng đi rất bên anh, cũng ảnh hưởng về vấn đề mà kinh tế của người ta chứ, đúng không? Thì đó là ai sẽ làm, ai sẽ lên tiếng để nói. Ngay cái vụ COVID vừa rồi anh biết là bên cái người khóc khác đó, cái vụ mà chích COVID người ta có tràn đầy, không cần phải đi chất, không cần phải xuống mũi xuống tinh, tất cả mọi thứ. Người Việt Nam mình gần cuối cùng mới có được 1.000 cái có nên mình nói là cộng đồng nha, còn những cái nên hội y tế của chính phủ thì có gì tôi không nói tới. Nhưng mà để mà ra đứng một tổ chức thì có cô Mỹ Linh là vợ của anh xem hộ được 1.000 mũi. Mà cái buổi đó là 3 giờ sáng em đã đồng hành với Mỹ Linh và một số anh em tình nguyện đứng từ 3 giờ sáng để tập hàng ghi danh cho đồng hương mình ghi những cái mũi thuốc đó. Anh thấy không? Trong khi họ không cần phải làm cái chuyện như mình làm. Vậy thì không ai lên tiếng, không có người lên tiếng. Thì quý vị là đó là chúng tôi từng cái lá phiếu của vị quý vị. Chúng tôi không nói là cái người đương chức này chỉ lo cho cái minority số, một cái dân thiểu số khác. Tôi không nói như vậy, tôi không có kỳ thị. Nhưng mà tôi thấy là cái sự chia sẻ không có chia đều, không có chung. Đó là cái tôi mà lên tiếng và tôi chỉ yêu cầu hoặc là xin quý vị đồng hương hãy nghĩ cái lá phiếu của mình. Bây giờ mình không nói cái chuyện biên đoàn và cẩm vân nữa. Thì bây giờ anh nói là mình có cái tình mà có cái lý, đúng không anh? Bây giờ mình đang nói chuyện cái lý chứ không phải cái tình. Cái lý là cái tự điểm như vậy. Và cái bây giờ trong cái chung cuộc thì hai cái võ đài chỉ còn có hai người đối sĩ thôi. Một là mình xe ta hay là mình bên xe bạn. Có hai vậy thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi quan tâm. Và không phải mình thua và thua cũng nói rất nhiều người. Thua không có ghét cảm giác. Thua không có cái suy nghĩ nào hết á. Thực sự nếu mà Cẩm Vân đang nằm một cái thế bây giờ, chúng tôi buộc phải đi theo Cẩm Vân để làm gì, để yểm trợ cho cộng đồng của mình. Đó là cái suy nghĩ của em đó, thưa anh Đi Mai. À, theo cái sự nhận xét của nhiều người mình đi sinh hoạt ở San Jose đó, thì cũng có việc những người cũng có kinh nghiệm về chính trị thì và có cái cá nhân của tôi, thì tôi nhận thấy là cái cuộc chung kết vào tháng 11 này đó là biên đoàn á là rất là khó khăn, là đang lên dốc để mà đấu với lại bà Mayor. Thì mình rất cần những cử tri và những cái người ủng hộ của cộng đồng mình rất là mạnh mẽ thì có thể chiến thắng, mà cũng rất là khó khăn. Theo nhận xét như cũng như người đó nói vậy thì Thu có nghĩ là giống như vậy hay không? Em đồng ý hoàn toàn anh. Nếu mà kỳ này mà đi biên đoàn mà người tôi tưởng là biên đoàn một người mà không lọt vô như bờ giờ đó anh, là không thể nào làm được. Để nói là 4 năm nữa chưa chắc gì người cộng đồng mình vô tới đó. Anh thấy đi, chị mình không nói. Bây giờ anh nghĩ là nguyên cái thành phố, ngay cái quận Hà Thủy, 8 khu vực đó, trong đó hết 6 người mẹ rồi anh. Đúng không? Và cái dây mơ rễ má và cái cách làm việc của họ, họ rất là chặt chẽ. Họ không có như cộng đồng Việt Nam của mình. Cái điều mà em đáng buồn ở đây đó, thật tình cái nói này thì mai là có lẽ sẽ đụng chạm và sẽ có người chủ rủa đó. Nhưng mà tuổi này
mình lớn tuổi rồi thì có chửi một chút hay là gửi một chút thì mình cũng học thêm được một bài học thôi. Nhưng mà Vân Lê tiếp tục không biết là nghe lời ai hay là cái người mà advise Vân Lê, thì Vân Lê ngang ngửa tuổi có thua rồi chứ không nhỏ đâu nha, thì có những cái sự tranh chấp giữa biên đoàn. Theo em, theo một người chị hay một người mà nhìn ở ngoài vô đó, thì tôi chỉ mong rằng Vân Lê hãy kìm lại cái sự giận của mình, cái sự, tại vì giờ có ra mà mình có la, mình có dãy, mình có thế nào đi nữa, cái sự thật nó phải lần là cái sự thật, đúng không? Thì không nên đưa những cái điểm xấu đó ra. Anh thấy là khi mà bên như gì rồi là ông Trump với cái giữa giữa ông gì đó, ông Obama với bà Hillary rồi chẳng hạn, họ tranh chấp rất dư dấy tới giờ cuối cùng, mà sau đó họ vẫn bắt tay làm việc được. Nếu mà quan tâm, nếu mà biên đoàn đó là em vì cộng đồng, vẫn lấy cộng lấy cảm ơn đó, tôi vì cộng đồng, thì thưa quý vị, xin hai vị vì cái chữ cộng đồng, quý vị hãy thêm hy sinh một lần nữa đi. Đó là cái câu nói em nói riêng cho Vân Lê. Tại vì đó, Vân Lê thì rất là tình trí, rất là cần cù, mọi sinh hoạt ở đâu người Việt tôi cũng đều cũng thấy còn mặt. Mà không biết, tôi biết Vân Lê bây giờ, tôi biết nhiều năm về trước, mẹ của Vân Lê là mẹ chơi thân với mẹ của Thu nhá. Thành ra Thu coi Vân Lê như một đứa em thôi. Nhưng mà Vân Lê đã giữ chức của học khu rất nhiều năm và làm việc rất là đặc biệt với những người tiếng thơm, tiếng tho trong những cái khả năng đó. Và hiện bây giờ cái chuyện nó đã như vậy rồi thì tôi mong rằng Vân Lê hãy suy nghĩ khi ra những rán lá cơ. Tại vì khi mà chị Thu Thúi Châu hay người thưa xíu em, người ta bàn ra bàn vô, mà cái người ký trên lá thơ đó vẫn là em thôi, vẫn là cái người ký chịu trách nhiệm đó thôi, thì nên dừng lại. Tại vì anh Đi Mai có hai mặt, biết không? Thí dụ như anh Đi Mai đang bên em, thì ông đó ông bính em, ông làm vậy vậy, em vậy vậy, chắc rằng anh Tim Mai sẽ bên em sẽ lên tiếng, tại sao vậy, nó đánh tại sao em xuống, tại sao rồi. Chẳng hạn như một người khác họ nhìn, có bao giờ đặt hỏi là tại sao Thu bị đánh không, tại sao em làm vậy, tại sao kia. Thì có một lần em nói chuyện với người bạn em, tại sao mấy người nó ghét em dữ vậy, không phải một người mà nhiều người. Thì cái người bạn em hỏi em câu là gì, nếu mà một người ghét có thể là sai, hai người ghét có thể là sai, mà bây giờ em ở trong đó là 10 người ghét em, em có bao giờ tìm hiểu em sai ở đâu để người ta ghét không? Thì đó là cái hành động mà em nghĩ rằng cái bài học mà Thu đã học được sau nhiều lần. Như bây giờ anh biết không, đánh Thu là nó còn nóng á. Thu không phải là Thu nói tại chỗ rồi Thu bỏ. Khi mà làm việc chung có những người Thu nó là không bao giờ làm việc với họ, nhưng mà khi có một việc chung Thu vẫn làm sẵn tay làm chung với họ. Mặc dù gì nếu mà đi chơi bời, đi giao du thì Thu không có đâu, nhưng mà cái anh đó làm một việc đúng, việc phải mà cần giúp tay trong khả năng của mình, anh không cần phải mời, Thu sẵn sàng gọi lên, anh làm cái đó được đó, em phụ anh một tay, em có thể làm được cái này, là mình sẵn tay vô làm, không phải làm cho mình. Mà cái cộng đồng người Việt tị nạn của mình á, mà nếu mà tham gia về chính trị, thì theo cá nhân của tôi á, thì tôi suy nghĩ cái học hỏi của nước Mỹ á, rất là hay. Thí dụ, tất cả những cử viên từ tổng thống cho tới cấp cao cấp lớn thì không còn biết, họ đánh nhau còn tàn bạo hơn nữa. Họ dựng lên cái chuyện thật là nó không có, họ cũng nói có. Tuy nhiên sau khi mà kết cuộc mà nước Mỹ mà gặp hoạn nạn hay cái gì cái quyền lợi của nước Mỹ, thí dụ cộng đồng Việt Nam mình ở đây nhỏ cũng là một quốc gia của người Việt, cộng đồng hải ngoại, mình không còn ở trong nước này kỳ cộng nó cầm rồi, thì tất cả những người Mỹ hai đảng hay ba đảng gì đó họ cũng đồng lòng để bỏ phiếu, bỏ phiếu trong những cái cuộc nguy khốn của cần thiết của đất nước Hoa Kỳ, họ cũng bỏ phiếu ủng hộ. Đó là cái sự đoàn kết của quốc gia. Thì cộng đồng Việt Nam mình á, ở đây có nên học hỏi cái chính trị của Mỹ hay không? Ôi chắc chắn rồi anh, cái chuyện người Mỹ họ rất là cần. Bởi vì nhiều khi đó em nói chuyện bây giờ nó là cá nhân giữa nhận xét giữa người, chứ ví dụ như anh em nói một á thì khoảng 100 người nghe, mà anh Mai nói là 1.000 người nghe, và có một người nói thì sẽ có là hơn 100.000 người nghe, đúng không? Thì em tìm những người đó để phổ biến một cách rộng rãi tại sao nó phải quan trọng như vậy. Còn cái vấn đề mà cái chính trị, thưa anh Mai, em trong chính trị ở San Jose đồng trên 30 năm nha, tất cả từ cái tổ chức volunteer thiện nguyện hay tất cả chính quyền cao cấp, hạ cấp, trung cấp gì đó đều biết em. Và có rất nhiều người đã, em mẹ cô đi ra đi, cô ra đi từ lớp đi, cô làm vậy, nhưng mà em biết khả năng mình đang ở đâu. Em nói không, tôi thật tình thưa quý vị là tôi học mới trình độ lớp 3 thôi, lớp 3 trường làng, tôi biết nói, biết nghe, biết đọc, biết viết chưa chắc. Thì khi mà anh vô chính trị, khi mà anh ngồi anh đối lập
tức là mà em có tám cái khu vực hoặc 10 cái khu vực, anh ra anh cái battle với 8 cái người đó để đòi hỏi cái quyền cho cái khu phố của mình, cái người của mình. Em không nghĩ là đủ khả năng, em không nghĩ là đủ khả năng để đối chất hay dùng những cái chữ nào để có thể mà defend cho mình được. Đó là một trong những lý do. Thực tình có nhiều người nói cô đâu có cần, cô muốn thư ký, cô muốn thư ký biết những bản thân cô, chỉ nói là họ biết cho cô. Đấy không. Nó hỏi, ta thật sự là thua là cái khiêm nhường thôi, đừng có nói cái đó hả kìa. Không lẽ là thua là thua cái bà Maya bây giờ. Tôi không nghĩ là cái khả năng của Thu là thua bà Maya, mà bà vẫn làm, mà bà cũng nhận cho lá phiếu. Mà nghĩ là biên đoàn không có yếu đâu, biên đoàn chỉ yếu tiếng Việt một tí xíu thôi, nhưng mà đủ hiểu và đủ nói. Nhưng mà kinh nghiệm mà để mà trong cái chính trường đó, biên đoàn có đủ khả năng, tại vì mấy chục năm mà làm ở trong CD đó, là có đủ khả năng về sinh hoạt trong đó rồi. Nhưng mà có một cái là yếu, một cái là không có sinh hoạt cộng đồng của mình giống như là Văn Lê. Okay. Thành tôi nghĩ là Văn Lê và biên đoàn tất cả hai người đều dư khả năng hơn cái bà Maya hết. Mà Hồ Mộng Thu là chỉ nói là khiêm nhường thôi, chứ tôi không nghĩ là Hồ Mộng Thu thua cái bà Maya đó, thì tôi không nghĩ là như vậy rồi. Trong trên 30 năm là làm việc tôi theo dõi á, thì cái chuyện đó chỉ khiêm nhường thôi. Cảm ơn anh. Không, thì anh là cái như vậy nè, anh nói vậy thôi. Chứ mà em đi, lúc em đi vận động cái view cho Michelle đó, em đi từ tiểu bang cho tới liên bang đó anh. Vậy bây giờ em đang lobby hai một cái điều luật nữa, nhưng mà bây giờ chưa biết tới đâu thôi. Thì anh là khi mình ra mình dùng cái chữ mình, nó không dùng, đó là cái language by the book á. Có nghĩa là anh phải dùng như anh đi bác sĩ á, nó nói những cái chuyên môn, những con vi khuẩn chuyên môn anh nghe không được, đúng không? Mà khi anh điều trần làm gì đó mà anh không hiểu nó gì, thì họ không có thời giờ để em dễ con nó ra cho người ta biết nó là cái gì đâu, đúng không? Thành rất là khó. Cái thứ hai, khi mà ngồi trong một cái nghị quyết, trong một cái quyết định nào của thành phố, nó UK dữ lắm anh. Nó em hồi nãy em mới biết là khi lập đi cái điều thì sao ở trên tiểu bang, cấp tiểu bang đó, là thí dụ như bữa nào mà bên dân chủ nhiều quá, mà cái video của mình bên dân chủ á, mà bên cộng hòa nó ít, thì bữa đó phải có mặt để ra điều trần, tại vì mình thiếu mình nhiều hơn. Mà bữa nào nữa chừng mà bên mình nó 3-4 người kêu mình ra đó, mà bên kia bên xe kia nó đông quá đó, cái view mình có thể bị triệt, thành ra không có cho mình lên điều trần. Nó rất là UK, và họ bán họ điều như vậy. Thí dụ em với anh ở trong cái khu vực đó, cái panel đó, em nói bây giờ mày ông ok cho tôi cái điều này đi, ông cover cái điều này cho tôi, thì tôi sẽ co-sign trong cái điều kia. Nó không có dễ như mình tưởng đó anh Vim Mai ơi. Mặc dù cái khả năng sinh ngữ mình có, nhưng mà Biên á, em nghĩ rằng Biên làm á, là hẳn có, thứ nhất là những cái tiếng Anh thì họ vững hơn, thứ hai là họ có thể là từ cái kinh nghiệm của cái cộng đồng thì em chưa biết nhiều, nhưng mà em là cái người cứu hòa, em nghĩ rằng khi đứng ra cộng đồng đó, cái chữ tâm và cái chữ tài để đi song song với nhau. Ok, nếu mà nói đó, cái sự nhận xét của em, đây là nói với nhiều người chắc là rất nhiều việc vân rê, người rất là thật, chân thật, nhưng mà đôi khi chân thật của chính trị cho mình cầm lá phiếu của em. Thứ nhất, cái người đó phải có khả năng để bảo vệ cho em, để đưa đều cho em Viên. Và khi em về thực tình 6 tháng từ ngày bắt đầu em đi theo dõi biên đoàn và Vân Lê hai bên đó, Vân Lê em biết của nhiều năm làm việc với cô nhiều việc rồi, thành em biết muốn khả năng của cô ở đâu. Em chỉ mong mỏi rằng bây giờ thực tình trong anh em mình cái trách nhiệm truyền thông, bởi vì vừa rồi có cái buổi họp truyền thông em đâu có dám đi, em không dám nhận mình là trong truyền thông, tại vì cái truyền thông của em nói bằng cái tâm của em. Em một trả giờ cho đại vương, em nói những suy nghĩ, những cộng đồng, những gì phải cần có trong cộng đồng của mình. Cái thực tình để mặc danh giá ở truyền thông, em chưa có học một lớp nào hết đó, đúng không? Em chỉ nói những điều em suy nghĩ, mà đặc biệt hơn là mình được sự tự do tư tưởng, tự do ngôn luận ở đây. Thành mình đây mình nói những mình đừng lòng tiền lòng ai, làm mất lòng ai, em chẳng chê trách ai hết. Cái nào đúng nói đúng, cái nào không nói không, cái này mình sai thì mình xin sửa. Thành ra đó là cái việc làm của em. Kết lại đó thì anh nói đúng, cái người Mỹ, cái vấn đề người Mỹ mà vấn đề chính trị họ rất là lớn, cáo trở rất là rất cái mình nó là gian nghĩa, họ phải gian trong lúc nó rất là rất nhiều mặt lắm, nó muôn mặt nhiều lắm. Mặc dù mấy ông gặp nhau bắt tay mừng ở hô thế này thế nọ kia, mà chưa chắc gì họ đồng thuyền đồng sống với nhau, đúng không? Thành ra
giữa hai khả năng thì bây giờ em đã không nói là Vân Lê khả năng hơn, Liên Đoàn khả năng hơn, nhưng mà giờ con số cho thấy Liên Đoàn đã được vào cái chung kết. Và cái bổn phận của em, và em cùng chia sẻ cái bổn phận với những người hôm nay em nói chuyện với anh cũng như những người đồng hương của mình, hãy chia sẻ cái bổn phận cùng tôi. Chúng ta cần một lá phiếu, có một người đại diện. Tôi muốn rằng khi mà tôi trở về trên phía thi quầy đó, cái đường mà những cái bảng mà dẫn vô lý về Sài Gòn á, bây giờ 3-4 bảng nó đụng banh cho đông hết rồi, chẳng ai sửa, chẳng ai để ý tới, chẳng ai thắng tới. Rồi trong cái đường vô lý về Sài Gòn, cái bảng đó thì ôi thôi, nó vẽ lung tung lăng tăng đủ thứ chữ trong đó. Những cái tướng cũng không có, những bãi rác thì nó quá nhiều, những người hôm là thì nó quá là cơ bằng vô trách nhiệm, vô trật tự luôn á. Thành ra sẽ có lục phá phiếu, chúng ta sẽ có áp lực để cho cái khu vực bãi của mình có nơi mà Thu đã gọi là một lần Thu được phỏng vấn trên báo của Sao Sinh Kinh Yêu. Thu đó là trái tim của chúng tôi, the heart of the Vietnamese community. Thì theo cái thiệt thòi của cộng đồng của Việt Nam của mình ở San Jose, nó ảnh hưởng luôn cả Bắc Cali luôn á cậu. Thành ra là nó ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà cái thiệt thòi đó 4 năm vừa qua đó thì cũng chẳng thấy cái bà mé bà làm cái gì cho cộng đồng mình. Tôi sinh hoạt tôi không thấy cái gì mà có cái, chỉ có một vài lần mà có buổi sinh hoạt nào mời bà lại cho bà đứng rồi này nọ nói chuyện xong rồi cái bà giọt mắt hệ thôi, chứ bà đâu có làm gì đâu. Đúng vậy. Thưa anh, là những cái lần mà em tổ chức bà em cũng mời, thì em sẽ mời từ mở cách tắt xuống không, thì bà trong lòng bà cho ra ở phải biết tới mấy giờ tới mấy giờ, bà sẽ được nói mấy giờ. Em nói không, cái giờ mà tôi mời dân cử đến giờ đó bà không tới được thì bà sẽ không lên phát biểu vậy thôi, chứ tôi không có dời cái giờ cho cái sự tình duyên nhân của bà. Thưa anh, là em làm việc cái buổi tổ chức, những buổi tổ chức em làm á, thường thường là nhiều người tại sao phải để mấy ông ủy viên chờ lâu chờ gì đó, đồng ý là mình bất lịch sự đó, nhưng mà cái việc mình làm mình phải làm trước, còn mình vẫn cho giờ mấy ông nói, mà lỡ bây giờ thì cái tiền mấy giờ tới giờ đó mấy ông có thể ghé vào giờ đó sẽ được phát biểu giờ đó, đúng không? Em không có dàn có môi chương trình để cho mấy ông đứng lên nói trước rồi đi mất tiêu. Bây giờ những người quan tâm hay là một thân hữu của cộng đồng gặp mặt với nhau thôi, mà em với Cao Hồng và cũng xin được một số tài trợ những người thân hữu, thì chúng em sẽ tổ chức một buổi học tập, thì chúng em muốn chia sẻ cái cảm nghĩ của mình và cái sự quan tâm của mình, cũng như tìm những số anh em quan tâm nhất là trong cái truyền thông. Thì em nghĩ rằng mỗi chúng ta có một trách nhiệm truyền thông, thì em cũng biết là một số anh lão thành cao niên thâm niên của truyền thông thì cũng có phê tả phê hữu, nhưng mà em mong mấy anh hãy suy nghĩ lại ở đây, tại vì em thấy mấy anh viết báo, mấy anh có viết trên báo, mấy anh có tờ báo, mấy anh có đại anh đủ lúc tung hết, nhưng mà thường những cái sinh hoạt mà đòi hỏi thì em không thấy sự có mặt của quý anh. Thì bây giờ cô chỉ có nghĩa là cô đã có trong cái danh sách sẵn rồi, không cần phải phổ biến nữa, phải không? Biết mời ai là phải không? Không. Còn có là một số cộng đồng chung thì họ đề cử những người em mời đó. Thì thưa anh, là tại sao nó bị tim mai thực, thì tôi với anh rất là nhiều năm không bao giờ mà đi theo anh để bởi giới, nhưng mà tất cả những sinh hoạt nào mà tôi thấy là cộng đồng mình được biết nhiều, phổ biết nhiều là từ anh Điên Mai. Thì thưa quý vị, là anh Mai không phải là cái người phục viên làm YouTuber để mà có tiền xài đâu, hay là tiền sinh sống trang trải cái đời sống của mình đâu. Anh sống vì cái tâm và cái tình mà không ai bắt đầu bây giờ. Anh đã có trách nhiệm với người Việt trong cộng đồng đã nhiều năm nay lắm rồi. Thì tôi mới thực tình gửi tâm sự cái tôi lên cho đài Điên Mai. Em cảm ơn anh, chân thành cảm ơn anh. Chị là nó đứng như một bên, nhưng mà đó là cái lời tuyên truyền của họ mà thôi. Thành ra mình không có nhận mình là truyền thông gì hết, để mình đứng ra độc lập. Nếu mình vô cái hội đó thì mình phải tuân theo cái, phải có cái bản nội quy. Thành ra là thứ nhất là mình không đủ khả năng giống như những cái người anh chị mà đã đi trước mình, là cá nhân của mình thôi. Cái thứ hai là mình muốn đứng ở ngoài là mình biết tới đâu mình nói tới đó vậy thôi á, không có bị lệ thuộc vào cái luật lệ của cái giờ là cái nội quy. Thành ra mình vô đó mình vi phạm nội quy thì rất là phiền cho những anh em khác. Và lý do đó thì mình đi thì đi dự, nhưng mà thật sự ra mình không có ghi tên vô để làm hội viên của truyền thông, mình không có làm vậy. Dạ thưa anh, tại vì cái truyền thông á là cái phẩm cách nhân cách của một người đứng đại diện một cái đoàn thể, một cơ quan, đúng không? Đó là cái người đầu, khi mình nói tôi đại diện cái đó, thì họ nhìn cái người đại diện đó, cái tư cách, cái phong cách, phải cái cách làm việc của họ, thì cái đại diện sẽ nói ra từ đó. Em thì em có trách nhiệm nhiều lắm. Thế như anh là anh đủ rồi thôi, em đi chơi ha. Thì cái chuyện đó mình đi chơi ai trong nhóm bạn đi ăn, thật tình đi ăn một bữa ăn 100-200 đối với em, nó không nhỏ mà nó cũng
khi em cần 100 đó làm những việc em nghĩ là lớn hơn, đúng không? Đối với em tiền không phải là vấn đề, nhưng mà mình đi với đó em sẽ có cái nặng cái nhẹ, có đi được hay không, có đáng đi hay không, phục vụ cần phải đi hay không. Có những cái anh Mai biết là nhà em xa cũng giống nhà anh thì đúng không, em rất bỏ nhiều thì giờ để nhà cũng xa hơn nhà cô nhiều. Dạ 4-5-7 tiếng là một, anh biết cái thời gian mà em lobby đưa cái tiền tái chiếm của thành Quảng Trị đó, lúc đó em đi mổ nha, mà em vẫn lết lên cái xe bạc mỗi ngày xuống thành phố xa rơi, đi nộp đơn, đi hỏi, đi chào, đi mời, đi gọi, đi điện thoại đủ ngoài thứ hết. Và em nghĩ rằng cái đó là cái đáng để làm, em bỏ thời gian, em bỏ ngày nghỉ, em bỏ đủ mọi thứ hết, thì em cần phải làm cái điểm đó, mình cần phải làm tới đó. Thành ra cái sự hy sinh của một người đại diện rất là nhiều, anh thấy không? Thành em hy vọng rằng cái buổi nói chuyện tâm tình của anh với em ngày hôm nay thì có hiểu rõ một chút mà thu. Và trước hết là thưa anh Mai là chắc là sẽ có cái, sau cái video này sẽ có nhờ những có lời bàn, lời bình, lời gì đó, lời nào mà quý vị không thấy không phải á, thì chúng tôi có thể tìm tình tha thứ. Không có tha thứ vậy, tôi cứ biên vô cái YouTube đó là ghi danh ở bên này học hỏi chứ mình không có tha thứ vậy. Có gì tha thứ là tại bây giờ mình nói sai không đồng ý thì người ta ghi vô, người ta ta phản bác lại hay là người ta phản biện lại thì mình học hỏi cái đó có đúng hay không để mình sửa chữa thôi, chứ mình đâu có gì đâu tha thứ, mình đâu có ăn cắp ăn trộm, có ai làm cái tội phạm đâu mà tha thứ. Cái này là mà về ngôn luận mình nói thôi. Nhưng mà trêu đầu Phật, khi mà anh làm người ta buồn, người ta khóc là có tội rồi. Em nhớ một lần em chỉ là em xin lỗi gì cho ông cha, tại em làm gì buồn gì khóc cho nó làm sai thì không làm sai. Okay, em nghĩ đúng. Okay, vậy thì thôi, đó là quan điểm của cô. Tôi nói tóm lại đó là cái cộng đồng của mình. Đây là mình nói quan điểm, sẵn có gì mình nói là quan điểm lại cho Thu là khán thính giả của VMI Vlog nghe ha. Đây là cái quan điểm của mình. Cô Văn Lê là cái người là đi theo đạo Phật, rồi cổ đi chùa rất là nhiều. Dạ. Và cổ sát cánh với là những cái trường biết là cổ là một cái người quốc gia chân chính. Tôi bảo đảm 100% người nào mà nói mà nghi ngờ Văn Lê là tôi là sẽ chống lại liền. Văn Lê đóng góp cho cộng đồng Bắc Cali rất là nhiều, đặc biệt là cái nghị quyết để đem cái cờ vàng cho học khu. Toàn nước Mỹ chưa có, kể cả luật sư Nguyễn Quốc Lâm cũng chưa có làm được điều đó nữa. Làm rất là nhiều. Tuy nhiên cái lá phiếu đó thì là bây giờ đó ít thương miên đòn, cái kỳ này thôi, không có nghĩa là mình kỳ tới mình thua. Có nhiều vấn đề chính trị trong tương lai. Khi mà đi chùa nhiều lắm á, thường xuyên á, thì mình học hỏi là mình phải mở cái lòng và mình nghĩ cái chung hơn là cái cá nhân. Văn Lê có đưa ra cái bản là thua trong vinh dự đó, thì mình nghĩ là Văn Lê đâu có gì đâu mà không mất vinh dự đâu. Không có. Thành ra vẫn vinh dự như thường. Cũng thấy cũng mất vinh dự. Nhưng mà nếu mà Văn Lê đó mà ủng hộ biên đoàn á một cách cực á, thật tình đó, thì Văn Lê đó là cái vinh dự của Văn Lê còn hơn là kêu là biên đoàn đi xin lỗi nữa. Tất cả những người ủng hộ hay như cá nhân nhân mình sẽ kính, cũng là kính phục luôn á, cho đừng nói tuy Văn Lê nhỏ hơn. Cái lòng rộng lượng đó để vì cộng đồng cộng chung, thì cái tình thương của cộng đồng nghĩ lại đó là sẽ ủng hộ cho Văn Lê trong chức vụ tranh cử nào trong tương lai mạnh hơn, có sự ủng hộ nhiều hơn của cộng đồng, thay vì là đi ngược lại để làm không có ủng hộ cho biên đoàn mà gặp cái khó khăn khi mà mình làm như vậy. Đó là cá nhân của tôi đưa ra như vậy thôi, nhưng mà do đó là cái quyết định của Văn Lê, tại Văn Lê có trình độ học vấn cao hơn, có làm nhân cử này nọ hơn, nhưng mà đây là cái thô thiển của tôi đưa ra như vậy mà thôi. Nếu tôi mà đứng trên địa vị của Văn Lê đó thì tôi sẽ gọi điện thoại cho biên đoàn trước khi nữa, chứ không phải bây giờ gọi cũng được. Thì cái lòng kính mến á, cái lòng độ lượng của mình á, làm cho cái cử tri hoặc là cộng đồng của mình, cái khu vực bảy hoặc Bắc Cali rất là thương mến Văn Lê. Sau này Văn Lê sẽ cái con đường chính trị á, để đóng góp, có cơ hội để đóng góp phục vụ cho cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng tốt hơn. Thưa đó, nếu mà quý vị đọc cái thơ đó, nếu mà anh nhận xét anh á, cái thơ mà Văn Lê gửi ra vừa đối chất với biên đoàn, vừa đối chất với cái cô gì hạnh giao gì đó, thì mới giúp thế giới với mình, đúng không? Thì hiện bây giờ mình hãy để tâm mình bình để có sự sản xuất cho cộng đồng người Việt quốc gia tại quận Hạc, tại khu vực 7. Để là cái ý kiến của Thu nói cũng giống như những cái người mà mình gặp á. Dạ đúng. Sinh hoạt cộng đồng ở mình không nói như tên, là hầu hết những cái người mình sinh hoạt á là không có người nào mà đi ngược lại cái ý kiến của Thu á.
Dạ, còn rồi phía khác rất là, mình lại còn cái phía bên kia thì mình không có cơ hội, hay là mình không có nói hết, cho là dạ, mình nói những cái người mà mình gặp thôi. Dạ, thì dạ, họ cái ý kiến đều chung chung như vậy đó, anh em mà làm đưa tin đồ này nọ đó, là sinh hoạt cộng đồng Cali đó, thì mình thấy không có người nào mà nói ngược lại hết cả. Còn bên kia mình đâu có nói hết được những người khác nữa, mình chỉ biết cơ hội gặp những cái người mà mình gặp thường xuyên hàng tuần hàng tháng ở cộng đồng Cali mà thôi. Dạ thưa anh, vâng. Như vậy thì anh em mình có thể kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Một lần nữa Hoàng Thu chân thành cảm ơn anh và cảm ơn sự lắng nghe của quý khán giả đang theo dõi chương trình. Rồi cảm ơn Hoàng Thu cho cái cơ hội để mà nói chuyện tâm tình, để đóng góp cho cái cộng đồng Bắc California mình, để ít nhất phải có một nghị viên trong khu vực 7 đại diện cho cái cộng đồng Việt Nam. Nếu mà chúng ta không có, đây là một cái điều thua thiệt của cộng đồng của chúng ta, rất là tội nghiệp, đặc biệt là cái cộng đồng của mình ở San Jose nó ảnh hưởng trực tiếp. Mình rất là tội nghiệp cộng đồng của mình. Rồi mình cảm ơn tất cả quý vị khán giả và chúc cô Thu là còn lại cái ngày Chủ nhật buổi tối bình an, ăn cơm ngon và ngủ ngon, tiếp tục phục vụ cộng đồng và lo cái gì quá tàn. Ok rồi. Dạ chào. Bye bye.